Chào các bạn, bây giờ mình đã tới Vũng Tàu rồi nè. Mình đã thuê được một cái căn phòng. Thì hôm nay á, là do là thứ bảy nhưng mà do mùa Covid á, nên được bắn khách á, mình được giảm giá cho cái phòng này các bạn. Bình thường cái căn phòng này là tới 1 triệu mấy lần á, nhưng mà hôm nay bên khách sạn Lam Sơn, khách sạn Lam Sơn nha các bạn, sale chỉ có 500 ngàn thôi, quá đã luôn ha. Một giường ở ở ngoài này, và bên trong này lại có thêm một cái giường nữa, và tivi thì bên nào cũng có, sofa đồ nữa các bạn ha. Đây bên này nữa nè, thoải mái lắm, có bàn trang điểm nè, có cả cái bồn tắm luôn các bạn, toilet thì rất là sạch sẽ tiện nghi luôn. Có massage được không? Có. Con thấy luôn hả? Con thấy. Thì nói chung là hôm qua mình đã ở Lan Rừng rồi, cũng tắm hồ bơi cũng đã rồi. Hôm nay qua đây chủ yếu cho tụi nó đi coi nuôi chó, thì ở đâu cũng được, nhưng mà ở đây được thì nó thoải mái hơn. Tháng sủa. Với lại mới đầu mình cũng định mướn ở bên gì cái khách sạn mà bạn mình chỉ Focus hay Sirius mình quên rồi, nhưng mà do bên đó hết phòng luôn rồi, đi đột xuất quá đó, gọi thoại bên nào cũng hết phòng hết á. Thôi kệ, vô chỗ nào chút mình cũng đã ở một lần rồi, thấy cũng ok. Hẹn bây giờ là buổi chiều khoảng 5 giờ, mình đang ở và dọc bãi biển Vũng Tàu các bạn. Ở đây là biển nha, thì mình sẽ đi dạo biển và mình sẽ ăn kem trước nha, rồi mình sẽ ghé qua chợ Sóng Lưới mua hải sản nè. Đây, ở đây có một chiếc xe kem rất là dễ thương các bạn. Đây là kem trà chanh hả? Kem Ý. Dài xuống rất là nhiều xe luôn các bạn. Hôm bữa có cái xe gì? Xe con gì nè ta? Con gì gọi là con gì tiện mình quên rồi. Không, con con mèo quá, con mèo gì á, Hello Kitty á, à đúng rồi. I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. We are heroes tonight.
kem sô cô la. Dạ mình dùng ốc quế hay ly ạ? Ly hả? Ly gắn. Ở đây bà hả? Ly gắn ốc quế là sao con? Sao cô làm được? Dạ trong ly là có bánh ốc quế rồi. Điện thoại của em. Còn trong ly là có bánh rồi. Vậy ly. Có tí trà đào. Không phải một ly sô cô la, một ly trà xanh. Con ăn trà xanh được, con mới tin đắng ấy. Nó có là kem ốc quế là một cây ha. Còn cái ly mà là nó có hai viên các bạn, hai viên thì 35k nè. Còn cây thì chỉ 20k thôi. Rồi mùa trà xanh với mùa gì đi, khoai môn ha. Ha à, cái ly kia, một ly bao nhiêu viên vậy em? Chị có ly trà xanh với lại khoai môn. Còn sô-cô-la thì em lấy chung với lại dừa. Rồi các bạn thử kem nha. Ngon con. Ngon. Đây là vị sô-cô-la nè các bạn. Ngày gió quá đầu tóc bay. Nhưng mà mát lắm các bạn. Các bạn. À, con ăn vị dừa nè. Vị dừa cũng ngon nhưng mà không có bằng sô-cô-la. Anh Hai ăn thử, anh Hai ăn thử cái kem gì? Trà xanh hả? Con ăn thử trà xanh coi. Ngon không? Có đắng không? Ừ, thơm ha. Cái vị kem này là thơm. Đúng cái mùi luôn á, chứ không phải là mấy cái dạng mà pha màu các bạn. Có nhiều loại nó pha màu không có ngon vậy trơn. Cho mẹ miếng cái gì gọi là gì, khoai môn thử coi xem nó như nào. Môn là đúng mùi môn luôn các bạn. Ngon lắm. Ở đây cái quầy này ngon nha các bạn. Khi nào các bạn có đây thì hôm trước á mình coi trên cái clip mà quảng cáo mà coi như là cái khu dọc biển mà có nhiều cái xe kem lắm, nhưng mà chắc do nay dịch đó là người ta hạn chế bớt, người ta sợ người ta là sẽ không có bán hết đó, nên người ta hạn chế còn 3 xe. Đáng lẽ là tối nay là nhà mình sẽ định cho mấy bé đi xem đua chó, mà bây giờ hả lịch khởi hành coi như là đua chó là tạm ngưng từ đầu tháng 8 luôn rồi, bây giờ vẫn chưa khởi hành luôn các bạn. Thì mình sẽ đi qua chợ Sống Lưới để mua một ít hải sản cho các bạn.